Xin chào các khán giả của Giải trí 24 giờ. Mình là Dũng đến từ ban nhạc Hạc San. Ban nhạc Hạc San là một trong là ban nhạc progressive metal đến từ Sài Gòn, Việt Nam, và ban nhạc được thành lập vào những năm 2011 hay 2012. Ban nhạc Hạc San thì từ xưa đến nay chúng tôi luôn theo đuổi một cái concept về những cái tinh thần và âm nhạc, cũng như là để ca ngợi những cái danh nhân, những cái văn hóa của Việt Nam. Thì như các bạn đã có nhiều bạn đã biết đến album Sét Đánh Ngang Trời, là album đầu tay của chúng tôi, là concept album viết về câu chuyện cổ tích Thạch Sanh. Nói về cái dòng nhạc của chúng tôi chơi thì có nhiều bạn có thể chưa biết, nhưng mà progressive metal là một trong những cái dòng nhạc phức tạp, đòi hỏi tinh thần và thể chất rất là cao. Thì khi mà chơi thì cái độ tập trung cũng như là cái sự sáng tạo của tất cả các thành viên, cũng như là một khối thống nhất của cả ban nhạc, thì phải thực sự là gắn kết với nhau và phải để có thể là truyền đạt được cái âm nhạc của mình đến với cả khán giả. Thì các bạn cũng biết là thể loại progressive thì tất cả những thành viên trong ban nhạc nó được coi như là một nhạc cụ, và vocal cũng như vậy. Thì phải tập từng ly từng tí, có thể là hơi phức tạp cho vocal, tại vì vocal thì không có chơi thể loại, không có chơi nhạc cụ nào hết, mà vừa hát vừa tempo vừa nhịp, tất cả mọi thứ trong đó nhiều lúc bị rối. Nhưng mà anh em tập nhiều với nhau, những cái tại vì hàng tuần thì bên có một buổi tập, thì anh em cứ tập và tập, cái đó cũng quen dần. Quan trọng nhất là mỗi người mình phải tự trau dồi cái phần riêng của mình, cái kỹ thuật cá nhân, kiến thức, để mà khi chúng ta lên sân khấu, rồi mình lên sân khấu thì đúng nghĩa với cái chữ là chơi nhạc. Mặc dù để làm được cái việc lên sân khấu rồi mình chơi, thì những thời gian còn lại thì mình phải làm việc rất là cực lực mà không có thời gian để chơi. Một tuần anh em tập với nhau một vài tiếng đồng hồ, nhưng mà hầu như mỗi ngày là mỗi người đều phải dành rất nhiều tiếng đồng hồ giờ cá nhân của mình để mà đạt được cái thành quả chung của đồng đội. Progressive metal thì là nổi tiếng với những cái bài hát gọi là dài lê thê. Thì các bạn có thể quen thuộc với những ca khúc của Hạc San như là Bí Mật Của Người Ra Đi, hay là Sét Đánh Ngang Trời, hay Hoang Tàn, là những ca khúc có độ dài từ 6 đến 7 phút. Nhưng mà đối với chúng tôi thì như vậy còn chưa đủ, thế nên là chúng tôi quyết định thực hiện một bài hát có độ dài hơn 30 phút. Thì trong một năm rưỡi qua thì anh em nhốt nhau ở trong phòng tập, cũng tra tấn nhau, cũng cãi vã, cũng uống bia, cũng rất là nhiều thứ, nhiều chuyện xảy ra. Thì để đến ngày hôm nay là một cái buổi mà thực sự là rất là vui khi mà đã thực hiện xong. Đầu tiên là cái phần tracking cho phần trống, và là một cái phần rất là khó khăn, bởi vì hiện nay ở Việt Nam rất là ít người, rất là ít những nghệ sĩ hay là những cái ban nhạc mà dám thực hiện là thu một cái phần trống ra với cái độ setup rất là phức tạp như vậy. Các bạn có thể thấy là phía sau lưng tôi là cái dàn trống mà chúng tôi đã setup hơn 2 ngày hôm nay, với hơn 22 cái micro, và đòi hỏi rất nhiều technique, rất nhiều micro ở đây, rất nhiều. Là tôi nghĩ là hôm nay để hỗ trợ cho ban nhạc Hạc San thì là có sáu người sound man là của Sài Gòn này đã tới đây để phụ giúp hỗ trợ cho ban nhạc. Thì đây là một cái album thể hiện cái sự cố gắng rất là nhiều nước mắt, cũng có máu trong đó nữa, tại vì da thịt con người mà va chạm với kim loại trong một thời gian rất là dài, cộng với cái sự kiên nhẫn thì máu là chuyện bình thường. Mình hôm nay là cái ngày tụi mình ngày đầu tiên tụi mình bấm máy để tracking cái phần drum của anh Yvonne, thì rất mệt nhưng mà cũng rất là vui vì cái sản phẩm tạm thời có thể gọi là ưng ý. Từ năm 2012 đến giờ nó cũng là 6 năm rồi. Thì là một cái chặng đường cũng khá là dài.
với tất cả anh em ban nhạc. Thì cái điều may mắn nhất là cái dòng nhạc của chúng tôi, là cái âm nhạc của chúng tôi đều được rất là nhiều người đón nhận. Thực ra là tôi cũng không biết vì sao. Đơn giản là nó là giống như kiểu là một cái thứ tình cảm mà có lẽ là ban nhạc cũng khó lòng giải thích. Bởi vì mỗi lần chúng tôi xuất hiện, chúng tôi chơi nhạc của mình lên thì mọi người đều rất là quan tâm, rất là ủng hộ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho Hạc San trong 6 năm vừa qua, và xin hãy ủng hộ tiếp chúng tôi. Cụ thể là hãy mua Hồn Trăng Máu.